change our music list. Hey và vâng, xin chào các bạn, quay trở lại với chuyện của mình. Và mình là Cumi Nguyễn Gamer. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp được nhau trong một cái clip leo rank. Thì không biết là hay chúng tôi đang ở Gui là 2555 235. Cái Gui mà đang có thể nói là có level cao nhất hiện tại của Việt Nam. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn cái tiêu đề thì các bạn sẽ hiểu là sao tôi lại nói thì nó là kỷ niệm. Thì nói chung là mình đi đâu thì cũng không bằng ngay ngôi nhà của mình. Vì BCX9 thì nó có, dù là có ít anh em nhưng mà nó có rất là nhiều kỷ niệm. Thì ngày hôm nay thì ván này là ván cuối cùng để tôi rời Gui. Không biết đánh gì đây. Và chúng ta quyết định đánh Yuli Land. Quá tuyệt vời. Để xem là tôi sẽ quẩy Yuli như thế nào nha. Hoa Yuli đi anh Hoa. Đó, Yuli đi với em Hoa. Như là cát với lay vóc vóc xin bia đánh như thế nào này. Wow, và chúng ta đang thấy những màn đổ bộ skin ở đây quá là tuyệt vời. Và chúng ta đang tới những như màn đè bẹp skin. Vâng, và hiện tại thì Gui BCX9 thì tôi đã trở lại và đang tuyển mem. Thì có những thanh niên nào là cái kiểu như là muốn vào Gui hay chưa có Gui thì có thể comment ở phía dưới bằng video để mình vào Gui nhé. Và nói thêm là hiện tại thì mình đang bán A thì để phục vụ cho việc Tết âm lịch của chúng ta. Thì những thanh niên nào mà có nhu cầu mua ai thì hãy liên hệ ở link phía dưới phần mô tả hoặc thể comment trực tiếp ở dưới cái video, mình sẽ theo dõi thường xuyên nha. Rồi sao một nhát nha, lũ đạn đùa bố mà lũ đạn chơi không chạy hả, sợ báo sợ mí không nó sợ mí á gì. Mặt nó đứng lại nó dục thiệt chứ. Rồi sao nha, chơi nha. Tăng tăng. Búp, hay chưa. Tôi phải công nhận là tôi farm hay thiệt chứ. Không có ai farm như tôi đâu. Phút thứ 1 tôi farm 5 con, quá tuyệt vời. Rồi nha, chơi nha. Shot nha, mấy cái level 1 à, chưa đánh nhau được đâu. Lên dọa nó thôi, dọa nó là được rồi. Vâng, mà chúng ta đang đánh với những anh em thân thương và đứa quân đi lead là chủ Gui. Vâng, mày anh lead mày láo cá chơi đùa tao. Thì ngẩn hiếp đi, muốn làm gì làm, nó đâu có được. Sọt cái nha, lũ đạn đùa bố à. Có support đứng nhiệt tình thế này thôi chứ không có sanh uổng à. Cái này mà phải không được là nó chửi chết luôn. Lũ đạn không lĩnh rồi. Lũ đạn không lĩnh rồi. Hay quá. Hụt con nữa rồi, hụt hay. Cái lũ
đã nha, 20 rồi. Chơi kỳ dân vũ đính, kỳ đông hào luôn rồi. Vũ đính fan thì dịch mua đồ thì đời này. Đâu có sợ nào, đời cũng sợ ai chứ, bất cứ nào cũng sợ. Cũng sợ ai. Trời tự nhiên uống máu chi trời. Cái đường dài uống mình máu. Rồi nha, và chúng ta đang tới chứ các bạn ha. Farm quái ở đây, farm quái tuyệt vời. Một con nha. Giờ tôi sẽ farm cực chúng nè. Xin tí máu. Chơi không? Tôi không chơi không? Thôi nè, tôi sợ không hả? Ngay đây. Đã rắn không hả? Cái gì vô làm tổn cái gì á? Chơi nha. Lên. Giúp cứu. Sợ, tôi sợ à. Còn chúng ta đang tập trung vào farm. Thì nói chung là leo răng thì cũng phải farm tí cho cái gọi tí là có cái mùi gì đó. Sao? Mày sẽ tuôn tao hả? Tao sợ mày hả? Đúng cả, tưởng tao không có hả? Tưởng tao một mình là con gái mày có, tao không có à? Tao cũng... Chơi không? Tưởng không có skin nè, mày ngon à? Cái gì? Skin thì ngon hả? À... Ây da... Ba thằng tử có người lên là tôi sợ hả? Cuộc đời tôi đâu có sợ cứ ai. Lên quân, luôn. À gì rồi. Về rồi, phạm thôi. Chọt cái nữa nè. 42 con, quá thiệt vời. À, chọt chuối. Chọt. Sợ hả? Tôi đứng trên len là tôi có bao giờ mà tôi hao máu đâu mà. Hút máu như cái tô lậu của thái lậu. À, mất thì tôi không chết bệ bây giờ. Mày liều mạng hả? Cái gì? Vóc lên là tôi sợ hả? Mình đồ, shopping thôi. Cầm tiền trong người nhiều quá, tiền đếm nhiều quá cũng không được, tiêu nhiều quá, tiền giữ mình thì nó giúp mình mạnh lên đúng không? Nên ta đi farm thôi, farm cho lên level 6 thôi. Sợ hả? Cái gì chơi không? Chọt cả nhà. À rồi ai á, farm tính toán sắc hơn sai lầm. À, mày nha, một nhát. À, chú kìa. Chưa là 16 star. À, chú kìa là 16 ta. Chưa là 16 ta, chú chạy lung tung kìa. Ở chú kìa. Chú ấy. Không luôn cái người ta chứ. À. Thế mà cũng có mạng mình là. Cái gì? Ủa hư cấu kìa, nó hụt kìa. Có hư cấu. Cái gì? Sợ, tôi đâu sợ ai. À. Úi giời. Rồi nha, lên level 6 rồi. Rồi là chết nha. Hết mình nha. À, rồi sao, chơi ra. Chơi. Chọt á, à, rồi ra một chuối nha. Đúng đã hai chuối rồi. Đúng đã. Lụm cái chuối ngọt thiệt chứ. Đúng cuộc đời tôi sao ngọt với ta. Xanh rồi, vừa vô cho tôi hai mãi. Yên tâm, kề này tôi gánh hết. Thì cái biệt tướng Julie này thì cũng
cũng không có nhiều điều nói là vì tướng này nó ra khá là lâu rồi, thì các thanh niên cũng có nhiều con mèo để chơi nó. Còn riêng tôi rồi sao? Chơi không? Chơi không đủ đạn, yếu mà là gió hả? Sao? Chơi không? Chơi không? Chơi gì? Tun rồi sao? Tun rồi sao? Tun rồi cái hụt. Đi vô thôi bông này. Ơ cái gì? Trời ơi, ông sẽ tôi không thấm mà ông tuân hoài quá. Cái gì? Đang khô máu này nguy hiểm quá. Cái gì rồi nha chú? Chú nha. Tiếng tiếng nữa mới được. Cho anh một cái nữa, mua tiền chết được. Rồi nha, chuối nè, chuối nè, sữa ngọt dữ ta. Lũ đại chơi luôn nha, khô máu luôn nha, lũ đại. Nó hại não thiệt. Rồi sao? Mày hả bưởi? Sao hại não gì ta, cho nó chọc được ta. Gì? Ngon thì nhào vô. Rồi nha, lũ đạn chơi nha. Đấy, chú ý nha, lũ đạn. Đứng cho chọt ơi. Sợ hả? Chọt nữa nha. Chọt mặt lên luôn. Rồi sao? Đây nha, nó bóc CV, đừng đứng sát lính ông ơi. Chọt nha. Rồi sao? Rồi sao? Sao tiền phạm nhiều dữ ta? Tiền nhiều quá. Trời ơi. Không hiến hối nhân đạo ta ơi. Tôi đâu có mở đâu. Phạm tiếp, xuyến dữ rồi mình ôm len luôn. Quá đã. Rồi sao, mình bóc anh hết cho đứa đường cầu rồi. Sao? Bóc, giết ông hai mạng, ổng hết cho đứa đường cầu. Hồi nãy hô báo lắm mà. Đại cuộc đời tôi đánh có sợ ai đâu mà giờ lên gì ta, lên kia bờ rock kinh mít đi, rồi lên gì nữa, lên kia mặt nạ hút máu, rồi lên echo đù bài bản, tôi đánh bài bản luôn, tôi đánh càng giáp càng cái bàn nhỏ là được rồi. Cái gì á, trời hút luôn kìa. Cái gì á, ok. Rồi sao? Ui trời, chạy thôi, có gì đâu. Ui trời, rồi. Lũ đạn chạy. Sợ hả? Rồi sao? Trời, phải ghê chưa? Trời, hay quá. Đúng với cái tên luôn. Hút du. Ghê thiệt. Chẹt nè, cặp sọt mà. Rồi sao á, không chù trời mà chọt cái phun máu đầu luôn thiệt á, chảy máu não luôn, mém tí nhập viện luôn. Đang lính ra là nó bắn chết bây giờ. Xanh rồi thôi đi xuống đi, cho tôi lên ở gì vậy, ăn lộn sai rồi, tôi sai rồi, tôi ăn lộn kinh rồi, tôi biết sai rồi, đừng có chửi tôi, tôi sai lần hai rồi, rồi sao, chơi nè, để đi shopping coi. Shop shopping cái coi gì đâu mà ba cái đồ bỏ ra mà shopping được hết. Xanh chưa, trời ơi xanh cỏ luôn,
cho phút thứ 12, hai món đồ chà bá. Thôi thua. Cái gì? Bộ trời, một bên cực ba luôn kìa. Rồi sao? Lũ đạn, tao xém chết kìa. Chọc cái nha. Con này bây giờ không có gì để trị nó nữa. Giờ là con này là không có thế nào mà đứng gần được. Nó muốn chết. Xong xong. À, farm nha. Giờ chọt cái nào thấm cái đó thiệt chứ. Đúng là chọt cái chất lượng luôn. Chất lượng đau môi luôn. Lũ đạn giỡn với Yuli người ta. Chọt chết luôn kìa, cờ đã thiệt chứ. Trời nó ngọt. Trời. Công nhận luôn kìa, thiệt cũng farm hay thiệt luôn á. À rồi nhây nè. Cái gì? Sao? Giỡn á rồi. Lũ đạn nha. Mình đi thì mình chỉ đứng xa cổ rỉa thôi chứ mình không có những cái pha gọi là hộ báo trường mầm non được. Chọt nha. Á cứu chạy liền. Trời cũng sợ thôi, cũng đến cũng sợ ai rồi mình lùi lại đi thôi. Quay lại phẩm tiếp. Trời ông này support này kỹ đó. Lính là nó khan hiếm mà. Chứ cho bộ em đứng dùm một cái đi. Phá đó. Không phải đám thôi. Cái gì? Trời ơi. Ông support gãy ngứa tôi cái gì vậy ta. Rồi sao? Cuộc 15 không lấy được trụ nào là không phát huy được sức mạnh của Yuli. Con này đứng dậm phá lính không à. Xuống rừng đặt bom rồi vô rồi các kiểu rồi thì. À rồi nha, chơi nha. À chọt nha, chơi lọc có gì đâu, tăng thôi gì. Ăn thua gì? Trời ơi, không chỉ là hết ta. Tôi tiền ở đó mà. Về đi. Vô trụ đi. Rồi xong, cũng bắt khô máu luôn rồi. Lùi đi. Ủa nó binh rồi. Cái gì á? Thành phần trải câu nào đi vậy? Hôm nay tôi mới biết cái ông này luôn á. Mình cười bên like. Thái độ. Trời, thái độ vậy là không ghiền rồi. Sao ở bên nữa đó. Hiểu luôn rồi đó. Để cậu rồi. Đó, nó ha. Vô trong vui mà có gặp cậu người ta. Chết mẹ. À cái gì? Tôi sợ à. Mà chơi trong vui rồi còn gặp mấy thành phần là chết rồi. À chết. Đông dữ vậy. Ôi sao bả thằng vậy. Ôi rồi ulti nha. Ôi sao đã thiệt chứ. À ulti nữa nha. Ôi trời. Chết tôi rồi. Trời. Trời, không thiệt chứ. Nó ghi bản thắc bắt bại là sai rồi.
Well, đáng lý là nó phải ghi là Đông Phương bất bại mới đúng. Tôi cũng hay quá mà thầy chứ không có từ nào diễn tả nữa. Phút thứ 17, năm 03, 48 con rết. Tiếng giàu, giàu to. Hay rồi nha, rồi nha. Quá đã rồi. Thì hiện tại là mình đang bán A, thì những thanh niên nào mà có mua A thì hãy liên hệ với Linh ở bên dưới phần mô tả. Thì bảng giá A thì mình thường đặt ở cái phần intro đầu game. Thì những thanh niên nào muốn mua A thì hãy liên hệ ở đó. Wow, quảng cáo xong rồi. Thì chúng ta bắt đầu tiếp tục trận đấu. Đầu 6, lựu đạn. Chọt cái nữa nha. À, hay quá bạn. Hay quá. Đó, bật lóc kia. Lũ đạn một giác nha. À, một góc đó nha, hai nhát nha. Quá bạn, quá hay rồi. Cái gì? Lũ đạn gì? Sợ. Lũ đạn, phá trụ đi. Phá vô bán mà. Chọc trụ nha, nào đi về. Nhiều đó thôi, được rồi. Quá tuyệt vời. Ta đánh chậm mà chắc. Ta phải leo răng mà. Chậm mà chắc. Có gì bị gấp gáp, vội vã có vậy. Đúng không? Sao anh lại vội vàng có vậy? Trời ơi. 4 món đồ. Phút thứ 19, mát đồ. Ơi thật chứ, không thể nào diễn tả được cảm xúc của tôi đâu. 9 đến 6 mạng. Giờ mình lên đôi dài nữa. Lên đôi dài như cây dập phép. Rồi xong rồi bạn. Full đồ rồi. À rồi nha, chuối kìa. Trời ông đi farm nữa, giờ lại đi farm ba. Trời, chết tôi rồi. Trời ơi, phiên lao quá rồi, ông chui bay vô farm. Thua. À, rồi nha, hay quá bạn. Trời ơi, con này mình né ra cho ta không tác đây. Ôi, rồi xong. Cái gì? À, rồi. Né ra, rồi mình tìm rồi đó ta. À, góc này nè. Trời ơi, cái đuôi lũ đã chơi khô máu, lũ đã chơi. Không chết kìa, lũ đã. Còn cái ông bệnh hoạn nghe sao ông lai hoài vậy? Lũ đạn chứ. Ta không thể nào diễn tả được cảm xúc nữa rồi. Chưa đâu, có gì đâu mà phải xoắn nha. Cho đánh cho đội bạn xanh sao lên. Có gì đó là đánh được. Đánh mà cứ để đội bạn thọt quá đâu được. Thì nói chung là các bạn leo rank hay là gì đó thì thứ nhất là đừng có nào nên đồng đội mình áp lực. Kiểu như là team nó thua rồi mà cứ bấm like này kia. Mình gần với tôi chỉ bấm ok thôi. Còn nhiều khi mà nó cẩu quá rồi thì mình cẩu lại. Mình sợ gì đó. Tôi cẩu, ông cẩu được thì tôi cẩu được chứ. Mày là bự. Lũ đạn chọt đúng được queo luôn. Kinh nghiệm này chứ. Chơi ra. Qua chơi đây, qua chơi hết. Chơi hết thì khô máu hết. Sợ nào á. Trời ơi, ông còn farm nữa thì. Dạ, giờ này còn farm ba. Quá tuyệt vời. Giờ này mà farm được ba.
PNCs. Change your text. Choose one of our background. Giờ này là giờ nào rồi bác Phan? Chứ giờ Karakin không thích nhìn mẹ xong lu. Ôi trời ơi, quýnh kìa. Trời ơi, đánh kìa. Trời chết đi. Trời nó hay quá. Ủa mắt ngay ra kia tên kia. Ủa không thấy máu đâu chứ không thông tin kết bạc. Chết cả ngay ra kia rồi. Đủ đã không thấy gì hết rồi. Sao mà lỗi tại tôi à. Chọt nó chết bà đi. Ta lại về đi chứ đợi. Không để trời nữa. Mày hả bữa chọc đủ đại giỡn hoài nha, tưởng mày nha. Ấy chết chết, hụt nó chết thiệt chứ, nhọc thiệt chứ. À, một nhát nha. À, hai nhát nha. Ulti cái nha. À, ba nhát nha. Nhảy tới nha. Bốn nhát nha. Năm nha. Sáu nha. Bảy, tám, chín, mười ri đâm giật xì, quýt hai, dán luôn ba bít nha. Đại giết. Cảm giác nó sao ta. À, căng thẳng quá. À, giờ đến tập trung đi. Trời lát luôn rồi thiệt chứ. Không xong thiệt chứ. Rồi lát luôn rồi thiệt chứ. Không đi thuốc cho đỡ lát coi. Thiệt chứ. À hết lát rồi. Tự nhiên mạng Sida phải cái đáy. Chơi nha, khô máu nha. Căng quá. Giờ mà lỡ quá mà nó bắt được tôi là nó mà bắt tôi xong là coi như là cái cũng bắt được thua. Thiệt. Đó. Rồi sao? Bỏ đi được nha. Bỏ đi rồi hả? Đã còn một cái nữa nha, còn một cái nữa nè. Bỏ đi rồi hả? Lũ đã thắng rồi, sàng sàng. Cái gì đó mà đánh cần gì mà chứ xoắn lên thì có Super Loto đứng đây mà tôi bet Yuli phép đó. Chuyện đơn giản, chuyện giản đơn, một chuyện. Ồ thắng luôn rồi. Hay quá. Và bên các bạn, đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thì có anh em nào muốn ai hay là muốn vô vui hay là gì đó thì hãy comment ở bên dưới phần mô tả hoặc là liên hệ ở dưới link Facebook nha. À, có số điện thoại ở dưới phần mô tả luôn thì đã. À, các anh em nào mà muốn mua thì hãy liên hệ cho mình. Cảm ơn rất là nhiều. Play-o.